Rồi, xin chào tất cả các em sinh lớp 10. Như vậy thì trong clip trước thầy ra cho các em một cái đề toán, hai đề hóa đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ ra tiếp một cái đề. Và cái đề này nói chung thầy thấy nó rất là sát với các đề của các tỉnh các em nhé. Nghĩa là nó gồm có trắc nghiệm và tự luận. Ở đây trắc nghiệm gồm 6 điểm và tự luận là 4 điểm. Ok. Đề này nó gồm có hai tờ các em nhé. Đây này. Thầy sẽ quay phần trắc nghiệm để các em xem trước nè. Đây các em, chúng ta thử làm thì nhé. Tới câu số 9 nha. Nhìn vào câu số 10 này. Cái đề thấy chưa nào? Mười hai game, mười ba. Được chưa? Rồi. Mười bảy game. Nhìn từ câu 21 nè. Từ câu 24 nha. Hai tám. Thấy chưa nào? Hai chín ba mươi em. Tự luận nè. Được chưa? Ok. Ta bắt đầu đi xem phần trắc nghiệm nha. Rồi, ta đi xem phần trắc nghiệm nha. Ta bắt đầu đi sang câu số 1 nha. Góc có số đo 108 độ đổ ra radian là, các em biết rằng là 1 độ là bằng bao nhiêu radian à? Pi trên 180 đúng không nào? Đó. Như vậy thì ở đây 108 độ thì nó sẽ bằng là 108 pi trên 180. Thì bỏ cái độ này nha. Các em bấm ở trong máy tính giùm thầy là 108 phần 180 sẽ bằng 3 phần 5. 3 pi trên 5. Các em hiểu chưa nào? Như vậy đây chúng ta sẽ chọn đáp án A nha. Đó. Tiếp tục. Giờ ngược lại này. Góc có số đo ở đây là 2 pi trên 5. Nó sẽ bằng bao nhiêu độ? Như vậy cái pi này chúng ta sẽ lấy đó chính là 180 em nha. Như vậy thì ở đây các em có là 2 phần 5 nhân 180. 72 độ em. Đây các em sẽ chọn câu C. Được chưa? Ngay đây hai câu này dễ ha. Tiếp tục câu số 3, khẳng định nào sau đây biết ở đây này, thầy giảng lại chỗ đây một chút. Thầy thấy một số bạn
không biết cái cách xác định được khi nào nó âm, khi nào nó dương. Nhìn trên đây nè. Y nè. Như vậy ở đây là pi trên 2, cái góc ở đây alpha pi. Như vậy pi trên 2 nghĩa là 90 độ. Đây là 0 độ đúng không? Thì từ đây này, các em nhớ này, từ đây cho tới đây này là nó được gọi là cung phần tử thứ nhất, nghĩa là nó ứng với lại là 0, nhỏ hơn alpha và nhỏ hơn pi trên 2. Còn đây, cái cung ở phần thứ hai này thì ở đây nó là từ pi trên 2, nhỏ alpha và nhỏ hơn 180 độ, nghĩa là pi ở đây 90 độ, đây 180 độ này là cái phần này. Các em có hiểu không? Còn đây là cái góc phần 3, là đây là phần 4 này, ý là như thế. Như vậy ở đây này, thầy đã chuẩn bị sẵn cái bảng này cho các em. Thầy quay lại cái bảng này. Đây. Đó. Như vậy nó rơi vào ở cái phần thứ hai này, các em thấy không? Ở đây thầy sẽ quay đây này. Để thầy nói chỗ đây để chúng ta hiểu, để khi mà chúng ta làm cái giá trị lượng giác, cái phần này rất quan trọng cho cái việc lấy âm và dương này. Đây các em dựa cái bảng ở trong sách giáo khoa này, phần toán đại số 10 này. Như vậy này, nhớ cái này là nó tương ứng với cái phần 2 này, cùng góc phần tư thứ hai này. Như vậy góc phần tư thứ hai này, cos alpha là âm này, mà ở đây cos alpha dương chứng tỏ này sai này, sin alpha dương này, mà ở đây người ta ghi sin alpha âm cũng sai này, tại vì ở đây người ta yêu cầu là đúng mà. Tan alpha âm này, tan alpha âm đúng rồi này, đấy thấy không? Thấy tan alpha âm không? Cô tan alpha âm, mà ở đây người ta ghi cô tan alpha dương, chứng tỏ cái này sai, cái này sai, cái này sai, chỉ có tan alpha âm là đúng thôi. OK, đã hiểu nào? Nghĩa là qua video này, thầy vừa giảng lại, vừa giúp cho chúng ta hiểu những cái mà chúng ta còn mơ hồ. Để làm gì? Để chúng ta đính chính lại, để còn lên lớp 11 chúng ta còn học cái này nữa em. Về lượng giác rất là nhiều. Được chưa? Ta đi sang câu số 4. Ta đi sang câu số 4 em. Trong các công thức sau, công thức nào sai? Sai chứ không phải đúng nha. Sin phương alpha cộng cos phương alpha bằng 1. Đúng rồi. 1 cộng cotan bình phương alpha bằng 1 phần sin bình phương alpha, đúng. Cái này đúng này, cotan thì ứng với sin này, mà tan thì ứng với cos này, công thức này này. Nếu như mà đúng á thì nó phải là như thế này em. Đây. Nếu mà đúng thì nó phải là tan alpha nhân cho cotan alpha bằng 1, chứ không phải là cộng. Cái này đúng này. Như vậy thì sai thì đó chính là câu D. Có được không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, bài số 5. Biết tan alpha bằng 1 phần 2, tính cotan. Như vậy dựa vào công thức này này. Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra cotan pha bằng 1 chia cho tan alpha thì bằng 1 chia cho 1 phần 2, nghĩa là bằng 2. Như vậy cotan alpha sẽ bằng 2. Như vậy đây chúng ta sẽ chọn là bằng A. Em hiểu không? Đây sang bài số 6 nha. Ta đi sang bài số 6 em. Các cặp đẳng thức nào sau đây đồng thời xảy ra? Đồng thời cùng lúc xảy ra các em nhé. Sin alpha bằng 1 và cos alpha bằng 1 thì nó có xảy ra đồng thời không em? À không thể các em ạ. Nha. Trong các cái cặp này, các em quan sát này, 1 phần 2 âm các em cùng 3 trên 2. Thì các em thấy cái cặp nào đồng thời có thể xảy ra nào? À đó chính là câu gì các em? Đó chính là cái câu B này. Câu B tại sao nào? Đây thầy sẽ làm cho các em xem nha. Tại sao thầy nói câu B nha? Ở đây chúng ta có này, sin bình phương alpha cộng cos bình phương alpha sẽ bằng 1, đúng không? Đúng chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có là cos bình phương alpha. Ở đây bây giờ thầy biết sin alpha bằng như này. Như vậy thì ở đây sẽ bằng 1 trừ cos bình phương alpha. À, sin phương alpha chứ. Như vậy cos phương alpha sẽ bằng là 1 trừ cho
sin bình phương pha là bằng 1 phần 4. Ở đây là bằng 3 phần 4. Cái đó, từ đây ta suy ra cos. Cos bình phương alpha sẽ bằng là căn bậc 2 của 3 trên 4. Như vậy thì khi mà sin alpha mà nó bằng 1 phần 2 thì cái giá trị cos này này chúng ta lấy tương ứng là nó nhỏ hơn 0. Nên chúng ta suy ra cos alpha này sẽ bằng là căn bậc 2 của 3 trên 2 và thêm nhau âm nữa. Được chưa? Các em hiểu không? Tại vì sao mà thầy lấy cái giá trị cos này âm nè? Tại vì nếu sin của 6, thầy nói sin của 1 phần 2 nghĩa là pi trên mấy? Các em? Sin của 1 phần 2 nghĩa là sin của pi trên 6 đúng không? Nghĩa là 30 độ. 30 độ thì nó thuộc vào cung thứ nhất thì cos phải dương chứ nhỉ? Cos dương em kem à. Cái này phải phải dương mới đúng chứ, sao này lại âm này. Cái này không có dấu âm em. Này dương này. Xin lỗi em nhé. Mấy hôm thầy nhầm chỗ này. Nó phải bằng là cắt cos alpha sẽ bằng là căn bậc 2 của 3 trên 2 mới đúng, chứ không phải âm, đúng rồi. Tại vì 1/2 là 30 độ sin pi trên 6. Pi trên 6 thì nó thuộc cung thứ nhất đây. Cung thứ nhất thì cos tất cả cos sin tan cotan đều dương nghe, đúng rồi. Như vậy thì nó ra dương nha. Cái đây do đánh máy bị sai nghe. Ta đi sang câu số 7 nhé. Ta sang câu số 7 nhé. Giá trị sin 47 pi trên 6 bằng này. Cái này rất là dễ ha. Em thấy 47 thì nó gần với số bao nhiêu? 48 đúng không? Thì thầy sẽ viết trở thành là sin của 48 pi trừ cho pi trên 6. Như vậy bằng sin của bao nhiêu? Các em. Ở đây là âm của pi trên 6 cộng cho 48 chia cho 6 thì bằng 8 pi. 8 6 48 đúng rồi. Như vậy cái này là bằng sin của pi trên 6. Như vậy ta đưa ra âm đằng trước pi trên 6 thì ở đây sẽ bằng âm 1/2 đúng không? Như vậy đây câu D kìa. Ok, ta đi sang câu số 8 nha. Câu số 8 nha. Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì cái fx không âm. Không âm nghĩa là lớn hoặc bằng 0, đúng không? Như vậy cái phương trình này nó có cái dạng là gì đây? Bây giờ chúng ta dùng máy tính ta bấm luôn. Trừ 1 6 7 ha. x1 bằng trừ 1, x2 bằng 7. Như vậy một nghiệm ta là x1 bằng trừ 1, x2 là bằng 7. Ở đây các em thấy A đây âm không? A đây âm. Thì chắc chắn nó sẽ thuộc ở trong cái khoảng là trừ 1 nhỏ bằng x nhỏ bằng 7. Hay nó có khác cái này là như này. Viết hoặc này. Được chưa? Như vậy thì đây nghe, câu B. Được chưa nào? Chúng ta đi sang câu số 9 nha. Chúng ta đi sang câu số 9 nha. Tìm số nguyên nhỏ nhất của x để fx này luôn dương. Luôn dương nghĩa là x trừ 5 trên x cộng 7. X trừ 2 này lớn hơn 0 ha. Theo thầy thì cái bảng chúng ta nên lập bảng nha. Đây, ta làm nhanh này. Tại vì nó trắc nghiệm nên không phải là tự luận nên chúng ta làm mà. Miễn sao chúng ta hiểu là được ha. Để x, để x trừ 5, để x cộng 7, x trừ 2. Ở đây là fx ha. Trừ vô cùng này. Kem sắp xếp ở đây là cho bằng 0 là x bằng 5 này, x bằng trừ 7 và x bằng 2. Như vậy ở đây kem sẽ ghi trừ 7 này, 2, 5, vô cùng. X trừ 5
Như vậy thì ở đây bằng 0. Nè, như vậy thì nó cùng dấu ở phía bên tay phải, nó cùng dấu với A đây. Như vậy này dương thì bên trong này âm hết. X cộng 7, nhưng mà chỗ này á nó không xác định được em. À, tại vì dưới mẫu này. Như vậy thì nó cùng dấu ở đây là dương. Ở đây âm. Ở đây không xác định này. Như vậy đây dương thì đây sẽ dương. Đây âm này. Được chưa nào? Ok. Như vậy thì ta có nè. Thì là cái chỗ đây không nhé. Cho vậy lâu quá. Quên quên, nhầm nhầm, đây. Đây mình cái chỗ FX gọi là không xác định. Cái này không này. Đúng chưa? Như vậy thì dương này. Cái này không nghe nhé. Đây. Ở đây âm này. Dương này, âm này. Như vậy thì nó sẽ rơi vào trong cái khoảng là trừ 7 nhân x nhân 2 với lại là từ 5 tới dương vô cùng là x lớn hơn 5. Hả? Hai khoảng này. Mà ở đây người ta đưa ra giá trị âm 4, âm 7, âm 5, âm 6. Thì cái chỗ này, từ chỗ đây này, ta có thể lấy được là đây là âm 4, âm 5, âm 6. Mà người ta yêu cầu là tìm số nguyên nhỏ nhất. Thì trong âm 4, âm 5, âm 6 thì cái số âm 6 này là số nguyên có giá trị nhỏ nhất. Âm 6 à. Trong âm 7 thì cái này không lấy rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn đó chính là cái đáp án D ha. Còn cái phương pháp mà nhanh nhất á, là em nhẩm. Em nhẩm nhanh. Ví dụ như x bằng âm 4 ấy, em thế vô đây. Sau đó chúng ta tính. Hiểu chưa? Để câu số 10 ta ghi lại nha. Tìm m. M cộng 1 x bình phương cộng mx cộng m nhỏ hơn 0. Qua trang nha. Bây giờ để mà giải cái bài này chúng ta nên tính cái delta. À, bằng m bình phương trừ 4ac như vậy thì ở đây chúng ta có là bình phương trừ 4m trừ 4m ở đây bình phương ở đây âm 3m bình phương à, trừ 4m đúng chưa? Như vậy thì tới đây chúng ta giải là một cái là m sẽ bằng là 0 không? Và học nghiệm là đây là m sẽ bằng là âm 4 phần 3 có đúng nè. Ta đặt m ra chung bên trong còn là âm 3m trừ 4 đúng chưa? Như vậy m bằng 0 với lại m trừ 4 3. Mà trong khi đó người ta ở đây người ta yêu cầu là m người ta là cho cả cái biểu thức này là nhỏ hơn 0. Nên ta thấy là nếu như ở đây á, trường hợp này chúng ta sẽ lấy là m như nào các em? À, m nó sẽ nhỏ hơn âm 4 phần. Âm 4 phần 3. Được chưa? Đây em sẽ chọn cục C nha. Được chưa? Rồi. À, thầy sẽ quay cho các em từ cái bài 11 này. Bạn xét dấu thì dễ rồi không? Rồi, quốc cái bài 1 nữa rồi chúng ta tạm dừng nha. Ở đây chúng ta coi thử nè. Bấm luôn cái này luôn em. Trừ 1 trừ 1 cộng 6 âm 3 với lại 2. Thầy xem này. Âm 3 âm 3 với lại 2 đúng không? X, F, X này. Đây, 0, 0 này. Như vậy, X của chúng ta ở đây á, là âm hay dương? Đúng em? Ở đây là âm. Ở đây là âm thì chính giữa sao nào? Như vậy thì ở đây sẽ là âm này. Hai bên này là dương. Ha? Thì xét dấu này là chính xác.
âm này. Đây các em thấy chưa nào, như vậy thì cái ở đây âm không em, từ xem là đây âm em, ở đây âm thì ngược lại. Thầy sẽ cứ bữa nay thầy già lú lẫn với nhau nhầm nhất. Đây âm thì hai bên đây âm, bên giữa đây ngược dấu hệ số A là dương, đây là âm vô cùng này, đây dương vô cùng, đây âm này em, đây dương này, xem lại AB chắc chắn sai rồi. Đây cục C đúng rồi. Tại vì nãy thầy quên mất cái hệ số A đây âm này. Nếu hệ số A nên là dương á nha. Nếu có dấu trừ đây thì D đúng. Còn đây có dấu trừ thì hai bên cùng dấu với A và giữa nên là cùng trái dấu với A ha. Ok. Bắt đầu từ bài 12 thì thầy sẽ hướng dẫn ở trong clip sau nhé. Ok, cảm ơn các em đã theo dõi clip của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo nha. Bye bye.